Ai là ngây thơ thiệt hay đang giả nai vậy ta? Bộ không biết cocktail là rượu hay sao? Chạy lên, chạy đi. Tôi bị làm sao vậy anh Sadayu? Tại sao những gì trước mắt tôi đều không rõ nữa vậy? Thật hả? Tốt. Cô, cô tính đi đâu vậy? Chạy đi. Tôi phải về nhà rồi. Tôi nghĩ cô không còn sức nữa. Cô nên nằm nghỉ một chút đi. Để tôi dìu cô vô.